Vâng. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay sách bonsai lên nhà anh Quân, thành phố Thái Nguyên chơi anh bạn. Anh Trần Mạnh Quân. Không gian sân vườn nhà anh rất đẹp, rất nhiều những tác phẩm quý. Châu kính của các bạn làm cây xanh dáng trực, làm điền. Chúng ta cùng ngắm tổng quan qua sân vườn nhà anh, rất nhiều những tác phẩm đẹp. Đấy, lên chơi gặp bà chủ tưới cây rất chịu khó. Chào chị nhá. Đấy, một chị rất là yêu cây. Cây này là cây ngai vàng đây chị nhỉ? Đúng rồi ạ. Đấy, ngai vàng này làm sao mà không trong bẫm. Rất tốt. Chiếc ống kính của các bạn là một đôi long. Cũng rất đẹp các bạn. Đôi long này, đôi long thân một. Rất đẹp, rất xinh. Hoa giấy, ổi. Chúng ta cùng ngắm tổng quan của sân vườn nhà anh Quân. Anh cũng không những chơi cả xanh mà anh còn chơi cả mộc nữa. Chỗ kính của các bạn là một cây mộc rất đẹp. Cây ba thân. Đường vanh thân gốc là 50 các bạn. Cái chiều cao khoảng 3,5 m đến 4 m. Một hàng mộc của anh. Rất nhiều cây cảnh quý. Chữ tâm, chữ phúc. Và dạ, dạ. Mình có cái cốt này mà giá 5 triệu không bán đâu đấy chú nhé. À thế à? 5 điền tôi làm theo chữ tâm. Chữ tâm, à nó có ý nghĩa. Và đúng theo kiểu bonsai rụt rịt bây giờ đấy. Đây, 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 trẻ thế này. Và không bán, kệ, để tôi sẽ làm thành khí đấy. Làm xong đã anh ạ. Làm xong. Và hôm nay lên nhà anh Quân chơi, được anh Quân ưu ái để cho hai tác phẩm. Một tác phẩm xanh quê các bạn ạ. Đấy, xanh quê, quay vừa từ dưới đây quay lên. Và đẹp chưa? Đấy, xanh quê. Anh yêu ái để cho tác phẩm này sách bonsai rất là quý. Rất thích những đường nét của anh làm. Và một cây xanh này, cây nam điền. Nam điền. Cũng dáng trực nam điền. Rất hiền nhưng mà này, trông lại vui. À. Tổng số cây nhìn và, trông nó đẹp. Và, cầm đây để nha. Hai anh em bắt tay tí cho nó thế. Xin cảm ơn anh nhé. Để cho một tác phẩm rất là ưng ý. Rất tuyệt vời. Tuyệt vời. Sang cây này nữa. Tác phẩm thứ hai. Người ra cười. Một đang được cây mà một đang được tiền. Đấy, đấy nó sướng. Xin cảm ơn anh nhé. Rất tuyệt vời. Vâng, thôi thì tình cảm giao lưu là giao chính. Giao lưu cho nó vui. Và thế. Chào các bạn. Hai tác phẩm đã được chuyển về đến nhà. An toàn tuyệt đối. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng. Tác phẩm này là tác phẩm trực dáng làng, cực kỳ mịn các bạn,
phóng rất đẹp. Tác phẩm Xanh Quê. Quê thôi nhưng mà sách bonsai rất mê. Cây này có chiều cao 80 thôi các bạn ạ. Tính từ mặt trèo trở lên. Một tác phẩm bonsai hai người khiêng nhẹ vừa tầm. Đủ để chơi. Tác phẩm thứ hai là có dáng Phụ Tử. Tác phẩm này là tác phẩm Lam Điền các bạn ạ. Cây này có chiều cao 90. Và các bạn cùng ngắm nhé. Bẻ của cây này. Đường tay đóng rất chuẩn chỉ, rất lép, một cây trực dẻo, trực ngũ phúc. Tác phẩm này cũng rất già, một con tử rất đẹp các bạn ạ. Phần sồi xì, gai góc, bộ lắc của thân các bạn nhìn rất điệu, đường tay này, tay hai bay rất đều, tay một này rất đẹp. Rất già. Chương trình đến đây xin phép được tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.